thời gian biển từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, tức là từ ngày 16 đến 18 tháng 2. Khách du lịch đến Huế những ngày này cũng sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, tái hiện cung đình như lễ đổi gác ở Ngọ Môn, múa lân sư rồng ở sân trước Điện Thái Hòa. Các hoạt động sẽ giúp du khách được sống trong không khí đón Tết của Hoàng cung xưa.